Zalo xin mến chào các bác ạ. Trong video clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bác là những sản phẩm hàng sản xuất sử dụng tại Việt Nam và những cái hàng đấu giá đi trực tiếp từ bên eBay bên Mỹ về. Và đặc trưng ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin được giới thiệu đó là sản phẩm Ami Switcher 400T và 450T. Thì ở đây là 450T là một con hàng đang sử dụng tại Việt Nam rồi. Và 400T là một con hàng bãi đấu giá theo đường eBay đi Mỹ về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Thì chúng ta sẽ cùng xem rằng là một chiếc máy với những cái năm sản xuất đã rất là lâu năm rồi, với một con máy đang dùng ở Việt Nam, khí hậu Việt Nam, và một con máy ở bên Mỹ chưa dùng tại Việt Nam, thì nó có cái gì khác nhau. Và các bác sẽ xem rằng là với khí hậu tại Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chi tiết nào. Thì trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ cùng các bác, chúng ta sẽ cùng đi xem và phân tích những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được đâu là những con máy đang sử dụng tại Việt Nam được một vài năm, và những con máy chưa sử dụng tại Việt Nam, tức là mới chỉ dùng ở bên nước ngoài thôi và đi theo đường eBay về Việt Nam và chưa dùng tại Việt Nam, thì nó sẽ khác nhau ở điều gì. Ở đây thì Hoàng Gia đang tháo hai chiếc máy 450T và 400T. Chúng ta hãy cùng đi quan sát từ phần bên ngoài cũng như là phần bên trong để chúng ta sẽ có được cái nhìn, chúng ta nhìn vào đây là chúng ta có thể phân biệt được rồi. Các bác để ý rằng là đây là một con máy là chưa dùng tại Việt Nam, tức là hàng đấu giá bên Mỹ về. Thì các bác để ý rằng là khí hậu Việt Nam ấy, thì những cái chi tiết sắt xi này, những cái sàn nhôm này, nó sẽ xỉn theo thời gian. Nếu chúng ta dùng ở Việt Nam lâu năm rồi thì nó sẽ bị những cái, nó sẽ không được sáng như thế này nữa các bác nhá. Đây các bác để ý rằng sang máy của Việt Nam đây, máy là dùng Việt Nam thì sau một thời gian các bác nhìn này, tất cả những cái chi tiết, những cái chất liệu ở đây, hai con này là như nhau, sàn là như nhau, nhưng ở Việt Nam thì các bác nhìn nó sẽ có những cái đoạn nó sẽ có bị tối hơn, xỉn hơn. Đấy, các bác có thể nhìn những cái chi tiết. Đấy, những cái sắt xi này nó sẽ bị xuống màu theo thời gian. Đấy. Kể cả mặt trên hay mặt dưới nó sẽ bị xuống màu theo thời gian, bởi vì là những cái hàng dùng Việt Nam thì các bác biết rồi, là cái khí hậu ở Việt Nam mình, khí hậu gió mùa ôn đới, gió mùa nó rất là nồm ẩm. Đấy. Những bác nào ở khu vực miền Bắc thì các bác đủ hiểu đúng không ạ? Cái nồm ẩm nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm cái âm ly của mình bị oxy hóa, kim loại. Hai là nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì các bác biết, đó là những cái linh kiện. Ẩm quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến linh kiện. Đó. Thì đây là những cái hàng xuất sắc, là hàng Mỹ này. Hàng Mỹ này về các bác nhìn là những cái sắt xì nó sáng choang như này. Đấy. Còn độ zin thì Hoàng Gia không nói đến, vì Hoàng zin thì nó còn tùy thuộc vào máy. Đấy. Còn đây là chỉ là Hoàng Gia xin làm một cái video chia sẻ các bác đâu là một con hàng bên Mỹ về và chưa dùng tại Việt Nam, và một con đã dùng Việt Nam rồi thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Các bác nhìn nhá. Đó là nhìn những cái sắt xi này. Là các bác phải nhìn đầu tiên. Thứ hai là về mặt mũi hình thức thì các bác biết rồi, hàng đấu giá thì nó sẽ có cái độ xuất sắc hơn, kể cả những cái chi tiết này, những cái núm nút này. Nó chưa về Việt Nam thì nó là kim loại mà. Thì khi về Việt Nam chúng ta thì các bác biết rồi, tay chân chúng ta động vào thì mồ hôi nó sẽ đi kèm, nó sẽ làm tối đi hoặc xỉn đi. Đấy, nó sẽ còn không được sáng bóng. Đây là một con máy đấu giá chưa dùng tại Việt Nam thì các bác nhìn xe nó sẽ có đẹp hơn, độ đẹp nó sẽ cao hơn. Đấy ạ. Đấy. Còn với sang máy mà ở dùng tại Việt Nam rồi các bác nhìn này. Đây, nó sẽ những cái núm nút nó sẽ không được tươi sáng nữa. Thì cái này chúng ta sẽ đánh nó đi. Chúng ta sẽ có cái dung dịch đánh đồng ấy, có cái sáp đánh đồng chúng ta đánh đi thì nó sẽ đẹp tương đối. Vâng nhá. Đấy. Còn về mặt mũ thì đấy, nó cũng không chảy xước. Nó chỉ là biểu hiện ở những cái núm nút thôi, bởi vì những cái núm nút này là chúng ta hay dùng tay chúng ta chỉnh mà, thế là mồ hôi nó ra, nó sẽ bám vào. Đấy. Đấy, về mặt sau thì sao? Đấy, những con máy mà xài rồi ấy thì các bác nhìn này. Những cái sắt xi nó sẽ bị tối đi. Đấy. Kể cả mặt dưới như thế này, nó sẽ bị tối đi. Đấy, nó bị tối đi. Đấy, nó sẽ bị tối thì nhá, nó không sáng nữa. Nó không sáng nữa. Đấy. Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ nhìn được trực tiếp. Còn là với những cái máy mà hàng eBay, các bác nhìn này, thì sắt xi sườn nó cũng sáng hơn nhá. Đây, sắt xi dưới này các bác nhìn. Thấy chưa? Nó sáng hơn đúng không ạ? Nó sáng rực rỡ hơn đúng không ạ? Đấy. Đây là những cái nhận biết các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ tối hơn. Đấy, còn về độ zin là giống nhau thôi. Độ zin giống nhau. Đấy. Độ zin là như nhau. Nó không có gì thay đổi đâu. Nếu mà chúng ta chưa thay đụng chạm một cái gì thì nó vẫn thế thôi. Đấy.
những cái tụ này là nó dùng chung cho những cái dòng như 800T, 500TX, nó đều sử dụng những cái tụ có cái thông số như này nhé, 2000 microfarad 55V VDC. Đấy, 450T con này là tụ xanh này. Nó có đời tụ xanh, tụ trắng, tụ hồng. Cũng thế, nó cũng sử dụng chung tụ giống nhau. Đấy, sử dụng chung tụ giống nhau. À, thì nó sẽ có nhiều cái mức giá khác nhau. Với những hàng bãi đẹp thì giá nó sẽ cao. Còn với những cái hàng mà dùng nứt tại Việt Nam rồi mà các bác chơi xong một thời gian, các bác nâng cấp chẳng hạn, ví dụ như các bác đánh 450T này với AR2 chẳng hạn thì nó đã hợp rồi. Nhưng mà khi chuyển sang AR3 thì chúng ta không thể đánh được con 450T nữa, chúng ta phải chuyển sang 500TX hoặc 800T, thì đồng nghĩa là chúng ta phải bán âm ni, đổi lên, nâng cấp lên. Nên thành ra nó tại sao nó sẽ có những con máy là hàng dùng nứt tại Việt Nam rồi, thì đấy là những cái con máy mà khách hàng nâng cấp, tức là nên những con âm ni 500TX hoặc 800T để đánh những với những cái đôi loa hợp với nó chẳng hạn, thì bắt buộc là phải bán nó đi để lên con khác. Đấy, nên là thành ra nó sẽ có những cái con là hàng nó kiểu như thế này, và chắc chắn là đã xác định là nó là hàng dùng ở Việt Nam rồi, tức là đã qua một đời sử dụng rồi, thì giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn là với những cái máy hàng bãi đẹp như này thì chắc chắn là giá sẽ không bao giờ rẻ được các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta hãy cân đối. Các bác thích những con đẹp, zin đẹp thì giá khác. Còn các bác thích những con zin nhưng mà lại hàng xài nước rồi thì chúng ta sẽ rẻ hơn được khoảng tầm tùy từng chất độ máy. Chúng ta chắc chắn là chúng ta rẻ được khá là nhiều. Đấy, còn độ zin thì cái này thì phụ thuộc vào từng shop người ta bán, từng người ta cam kết. Còn như Hoàng Gia nói rằng là những sản phẩm bán thì nếu là hàng máy khách gửi bán chẳng hạn, hoặc là khách nhờ bán hộ thì luôn luôn kiểm tra máy, nếu máy ok zin thì bắt đầu nhận bán cho khách. Còn nếu mà máy mà nó xấu mà nó sửa, nó những cái sửa những cái chi tiết nó quá là nặng rồi, đấy, thì Hoàng Gia sẽ không từ chối luôn. Còn là với những cái con tụ nhỏ hoặc là những cái con tụ nhỏ như thế này, tụ gọi là như tụ nối tầng đấy, thì cái chuyện bình thường. Quan trọng nhất là những cái tụ to này các bạn này. Tụ này là những cái tụ thực sự là nó có giá trị cao này, và nó rất là quan trọng này. Còn những cái tụ này thì nó cũng không quá cầu kỳ các bác nhé. Đấy, sò này, chiết áp này, biến áp này là những cái cực kỳ quan trọng ở những con âm ni. Thì Hoàng Gia chỉ quan tâm những cái này thôi. Và những con đèn kích đấy. Còn những con linh kiện khác nó không nghĩ nó hỏng được các bác ạ. Đây là những con đèn kích này. Đấy, chúng ta phải quan trọng những con đèn kích này. Đấy, còn những cái khác không quan tâm, bởi vì nó không có bao giờ hỏng. Những cái linh kiện ở đây không bao giờ hỏng đâu các bác. Những cái vỉ này không bao giờ hỏng đâu. Chỉ là đây loanh quanh cái vỉ đây này các bác này. Và sò. Đấy, ví dụ như con 450T này. 450T chuẩn của nó bắt buộc phải là sò -7 các bác nhá. Nó là sò zin của nó phải là sò -7, sò nhôm Motorola -7. Nên các bác lưu ý là khi mua chúng ta phải để ý là nó phải là -7. Đấy. Nó không thể là -5 hay -4 hay -6 chứ nó đấy là thì bắt buộc phải là -7 thì nó mới là đúng theo đời. Đấy, được chưa ạ? Sò nó phải nhôm. Sò nhôm. Đấy, còn cái dây nguồn thì nó là dây như này là dây xịn là chuẩn là đi theo máy rồi. Còn nó có thể nó thay dây hay là nó dây nó bị đứt hay làm sao thì cái đấy thì chúng ta cũng nếu chúng ta quan trọng quá thì thôi, còn nếu chúng ta không quan trọng thì chúng ta hãy quan tâm đến những cái phần chi tiết bên trong này này. Đấy. Còn về mặt mũi cũng thế, chúng ta cũng phải quan tâm đến cái mặt mũi mặt tiền. Đấy. Và cảm thấy nó ok, nó ổn thì chúng ta mua. Tất nhiên là giá thì chúng ta hãy cảm nhận là nó có tốt hay không. Đấy, bởi vì là những con máy 450T đẹp xuất sắc thì Hoàng Gia đang bán với giá là 21.500.000 rồi. Đấy. Còn là với những con máy mà các bác nhìn như thế này, đây là con máy đang sử dụng tại Việt Nam rồi mà các bác khách nâng cấp. Các bác nhá, nâng cấp sang AR3 bán lại con 450T này, bởi vì 450T này nó hợp với những dòng loa AR2. Đấy, chơi với AR2 thì nó rất là hay rồi. Thì với những cái con máy như thế này, hiện trạng như thế này, zin, nguyên bản zin. Đấy. Hàng xài nước rồi. Chữ nghĩa còn rõ nét các bác nhá. Núm nút cái này đánh mài cái đánh đồng mà nó sẽ đẹp. Thì nút này nút nguyên bản chưa có mài gì, chưa có đánh đồng nên là nó chưa được sáng. Đấy, nguyên bản. Thì những cái con máy như thế này thì giá của nó chỉ loanh quanh khoảng 17.500.000 thôi các bác nhá, rẻ hơn được khoảng tầm 4.000.000 đồng. Đấy, quan trọng nhất là nó vẫn là zin nguyên bản. Dạ. Đấy, còn với những con 400T đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, các bác lưu ý là 400T nó cũng đánh AR2 cũng rất là hay. Và giá nó cực kỳ hợp lý luôn. Những con 400T như này thì giá của nó là con này thì lại không có vỏ các bác nhá. Đấy, con này nó không có vỏ gỗ. Con 500 450T này thì có vỏ. Các bác nhá, vỏ đấy là vỏ đóng. Còn con này thì các bác thích thì đóng thêm vỏ, còn không thì để nguyên thì nó chỉ có vỏ sắt như thế này thôi.
Nó vỏ sắt như này thôi. Đây, 400T. Đấy, 400T này các bác nhé. Nó vỏ sắt như thế này. Đấy. Tụ, con này là sử dụng chung tụ với con 450T và sử dụng chung tụ với 800T và 500TX. Đấy. Thì con này nó sò là sò trừ 4 các bác nhé. Nguyên bản của nó đúng là sò trừ 4. Đấy, Motorola trừ 4. Đấy, sò 4 và sò trừ 4. Mặt mũi đẹp như thế này. Đấy, đẹp long lanh như thế này. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Được chưa? Máy đẹp, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Thì những con này bây giờ giá của nó thì Hoàng Gia đang bán với giá là 18 triệu các bác nhé. 18 triệu, không bao gồm vỏ gỗ. Dạ, vỏ gỗ thì các bác đóng thêm mất khoảng 1 triệu. Còn chúng ta không chơi vỏ gỗ thì chúng ta sử dụng luôn cái vỏ của nó là vỏ sắt này. Chúng ta bọc ra ngoài. Đấy thì giá của nó loanh quanh khoảng tầm 18 triệu. Những con hàng đẹp như thế này. Zin nguyên bản tuyệt đối. Dạ, 18 triệu. Đấy, thì các bác chơi AR2, chơi những con này thì nó cũng sẽ tương đối như con 450T. Đấy, nên là các bác có thể sử dụng những con này. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio. Còn con này là con xài nước tại Việt Nam rồi. Các bác nhá, xài nước tại Việt Nam rồi. Đấy, con này thì giá bán là 17 triệu 500. Các bác nhá, 17 triệu 500. Vỏ sắt này. Đấy, đáy này, vỏ gỗ này. Đấy, vỏ gỗ này, được chưa? Đây là vỏ gỗ đóng thôi chứ không phải vỏ vỏ ấy nhá, vỏ zin không có nhá. Các bác nhá, lưu ý vỏ zin thì các bác mua cực kỳ khó và cũng như là gần như máy về nó không có vỏ zin đâu. Về nó bị vỡ hết, gần như là bỏ vỏ. Về Việt Nam đa số là đóng lại vỏ thôi. Đấy. Kể cả 800T, 500TX vậy, hầu như đóng lại vỏ là chủ yếu. Đấy. Máy rất là đẹp, nguồn nhiếc còn sáng. Quan trọng là zin. Nếu bác nào mà thích chơi AR2 mà giá hợp lý nữa thì đây chúng ta chơi những con này AR2 bánh tiêu bánh bò, 3 loa 4 loa, ta chơi những con 450T hoặc là chúng ta chơi 400T. Nó cũng rất là hợp rồi. Đấy. Và giá nó lại hợp lý nữa. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Đấy, thì chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin phép được dừng tại đây và cũng như là làm một cái video để so sánh và cũng như là hướng dẫn các bác cách chúng ta lựa chọn âm ly. Đâu biết đâu là âm ly sản dòng Việt Nam và những dòng âm ly bãi đẹp chưa dùng tại Việt Nam thì nó khác nhau ở cái điểm gì. Đấy, thì chúng ta hãy quan sát vào những cái đặc điểm đó để chúng ta phân biệt, để chúng ta mua cho nó đúng giá các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.